Hôm nay bé Phát được lãnh thưởng nha, cả nhà lãnh giấy khen lớp trời nha. Phát được lãnh giấy khen rồi, bé Phát mang về nhà. Ô, quà mới khui luôn hả con? Đâu giấy khen đâu, đưa cho cô chú cả nhà cùng xem ơi. Đâu, để đây nè bác. Ô, bé đạt thành tích trong ngoan 2023 2024 luôn. Yeah. Chúc mừng con nha. Cảm ơn ba đi. Con khui quà ra coi. Hôm nay bé Phát lãnh thưởng giấy khen với có một món quà nhỏ nha cả nhà. Con có vui không? Bé được nhà trường tặng giấy khen trăm quan cả nhà. Wow, cặp có nhiều ngăn lắm hả con? Cặp cặp con này là đô Doraemon. À, con khui luôn hả? Con để đây đi, rồi con kéo vậy nè, con kéo qua vậy nè, kéo qua đây, kéo qua bên đây, kéo qua bên đây là mở ra. Kéo qua đây đi con. Mấy ngăn? Nhiều ngăn lắm hả? Wow. Cái được lãnh cái cặp nha cả nhà. Vậy là năm sau con bỏ cái cặp kia ở nhà đi lấy cái cặp mới này đi học nha. Đã quá ta. Tặng một món quà cái là cái cặp để năm sau phát đi học nha cả nhà. Rồi Cái nhé. này để đựng sữa. Cái đó đựng sữa luôn hả? Rồi cái ngăn này. Cái ngăn này đựng gì? Cái ngăn này đựng đồ. Đựng bánh. Gì? Đựng bánh luôn hả? Rồi ngăn nào đựng cặp, đựng tập. Tập viết. Ngăn đó hả? Ngăn bự này hả con? Đây còn cái ngăn bự nè. Đây còn cái ngăn bự nè, con tập viết trong Còn đây nè. cái Cái này. này là để nước uống. Một cái cặp mà nhiều nhiều chức năng đúng không? Rồi. Gắn vô đúng không? Từ từ để ba rắn cho. Cũng nó gắn cho. Ừ, đây cho con mang quải lên thử coi nha. Rồi nó đẹp không nha. Năm sau đi cố gắng học giỏi nữa là mình lãnh thưởng đó nha con. Này ơi. Này. Đi cho bài. Quay. Đây ba gắn cái cặp cho em vô nha. Đứng quay đàng hoàng ra nha. Rồi con mang lên rồi. Mang lên đằng năm sau lấy cặp đi học cho đẹp không? Vừa không? Này, em quay lại con. Ngon không? Thích không? Cứ thích nha. Rồi. Cảm ơn đi, cảm ơn. Chào cả nhà đi con. Chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày Chúc cả nhà một ngày nhớ vui đăng ký. vẻ.